Catman của Oh Seo-hun, Ngô Thiến bất ngờ bị gỡ xuống chỉ sau vài giờ, mặc dù có nụ hôn lên hot search. Vài ngày trước, khán giả rất vui mừng khi nghe tin bộ phim Tôi yêu người mưu tinh do Oh Seo-hun, Ngô Thiến, Tống Uy Long, Lý Hân Lượng sẽ khởi chiếu trên web vào ngày 18 tháng 5 sau nhiều năm đắp chiếu vì lệnh hạn chế hàng tại Trung Quốc. Cứ tưởng sau bao trắc trở, cuối cùng phim cũng đã thuận lợi công chiếu. Nhưng bất ngờ chỉ vài tiếng ra mắt, Tôi yêu người mưu tinh bất ngờ bị gỡ xuống khiến khán giả vô cùng hoang mang, hụt hẫng. Fan hâm mộ của Ngô Thiến và Oh Seo-hun vô cùng tức giận trước động thái của nền tảng phát sóng cùng nhà sản xuất bộ phim. Các người xem bộ phim là trò đùa à? Giờ lịch biết bao lần, nay ra mắt chỉ được vài tiếng rồi tự ý tháo xuống. Nếu lệnh cấm hàng vẫn chưa được hủy bỏ thì hãy nói cho rõ ràng, đừng chơi trò mèo vờn chuột như thế. Nếu phim chưa được phê duyệt thì ra mắt trong vài tiếng có tác dụng gì? Một bộ phim quá lận đận đến khi ra mắt cũng trắc trở không kém. Thế nhưng bên cạnh đó mới đây, hashtag cảnh hôn của Ngô Thế Huân, Oh Seo-hun, EXO và Ngô Thiến trong phim Tôi yêu người hành tinh mèo gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội. Cuối cùng thì Oh Seo-hun cũng có nụ hôn màn ảnh đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất sau nhiều năm tham gia giới showbiz. Sau sự việc lần này cho thấy hình tượng của nam thần tượng và bộ phim Tôi yêu người hành tinh mèo của anh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Trên các diễn đàn, người hâm mộ của bộ phim khen cảnh hôn lãng mạn, giàu cảm xúc, làm thỏa lòng người xem, đặc biệt là nam chính. Mặc dù đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên, nhưng Oh Seo-hun thể hiện khá mượt mà. Một nụ hôn được nhận xét có tính chuyên nghiệp. Không ít người nhận xét đây là nụ hôn táo bạo, hiếm hoi trong các phim Trung những năm gần đây. Chưa kể đây là nụ hôn đầu tiên của anh, mà còn là nụ hôn đầu tiên xuất hiện khi bộ phim lên sóng. Sau khi phát sóng tập đầu tiên, các video tình tứ của hai nhân vật chính dẫn đầu top video được xem nhiều nhất trên trang mạng Weibo. Phản ứng của cư dân mạng: cảm giác trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi, giờ phim mới chiếu, có lẽ cảm xúc của mình khi coi phim sẽ hơi gượng gạo. Cảnh hôn nồng cháy quá, hu hu, phải cài phim thôi. Đau lòng quá, siêu huynh của em chính thức có nụ hôn đầu trong phim rồi sao? Phim quay từ lúc biết mỗi anh Huân, đến giờ thì Giang Khách đã thành vợ chồng mình hết rồi mới chiếu. Đợi mong mỏi, xong giờ nữ chính có chồng đẻ con luôn rồi. Trước đó, vào ngày 1 tháng 3, Tôi yêu người mưu tinh từng được ấn định thông báo ra rạp vào ngày 14 tháng 3. Thế nhưng vài ngày sau đó, bộ phim bị dời lịch gây thiệt hại nặng nề cho nhà sản xuất vì tốn thêm chi phí marketing. Có lẽ việc ra mắt dưới hình thức công chiếu tại các rạp trở nên vô vọng khi bộ phim mới được bán cho nền tảng Tencent để ra mắt dưới dạng phim chiếu mạng. Tuy nhiên, vì lệnh cấm hàng vẫn còn bị quản chặt khiến bộ phim của Oh Seo-hun hết đường chiếu tại Trung Quốc. Đều là những ngôi sao thuộc thế hệ 9X, Seo-hun và Ngô Thiến trông vô cùng xứng đôi vừa lứa khi có duyên hợp tác cùng nhau. Thế nhưng nếu đánh giá về kinh nghiệm diễn xuất, chàng ca sĩ đến từ xứ sở Kim Chi lại tỏ ra lép vế so với người cộng sự xinh đẹp của mình. Về phía Ngô Thiến, nữ diễn viên đã bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi cô học năm 2 tại trường đại học Vũ Hán. Tính đến nay, cô đã vắt vai kha khá nhân vật trong những tác phẩm như Mật mã màu cam, Thiếu niên thần thám địch nhân kiệt, Tùy đường anh hùng 4 và Bên nhau trọn đời. Về phía Seo-hun, anh chỉ mới thử sức với phim ảnh thông qua web drama EXO nhà bên.